nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, vừa thừa nhận tiến hành vụ tấn công tại một nhà thờ người Cơ đốc giáo ở thành phố Quetta, thủ phủ bang Balochistan của Pakistan, khiến hơn 50 người thương vong. Hãng thông tấn Ahmad của IS đăng tải một tuyên bố, trong đó nêu rõ hai thành viên IS đã tiến hành vụ tấn công, tuy nhiên lại không cung cấp bất kỳ chứng cứ nào. Trong khi đó, giới chức Pakistan cho biết đã có 4 tay súng tấn công vào nhà thờ, khi có hơn 500 người đang tham dự buổi lễ cầu nguyện trước dịp Giáng sinh. Một kẻ đánh bom đã bị tiêu diệt ngay tại cổng nhà thờ, một đối tượng khác đã kích nổ gói thuốc nổ khi lao vào bên trong nhà thờ và hai tay súng đã trốn thoát khỏi hiện trường sau khi xả súng vào đám đông.